Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Hà Nội, Trung tâm nghiên cứu và ứng dụng năng lượng cảm xạ. Giáo sư, tiến sĩ, bác sĩ Ngô Quang Lực nói về cặp đá diệu kỳ. Từ chỗ chưa tin tác dụng của cặp đá diệu kỳ, nhưng sau khi chườm nóng vùng gan, giáo sư, tiến sĩ, bác sĩ Ngô Quang Lực, nguyên trưởng khoa huyết học truyền máu Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, đã có những chia sẻ về cặp đá diệu kỳ như sau. Có một công trình của anh Châu này để thuyết trình về vấn đề mà làm cái đề tài khoa học về vấn đề đi tập chỉ đạo này, chỉ đạo này, thì tôi cũng cho các bạn đó xét duyệt cái chương trình đó. Thì hôm nay vừa viết cái chuyện đó thì Châu ở đi dự cái lớp này thì xem thực hành như thế nào. Thì tôi đi dự cái lớp này đầu tiên thì tôi cũng không tin về cái chuyện này, nhưng mà qua thực nghiệm vấn đề đó thì cái hòn đá nóng như thế nào thì hôm qua tôi cũng thử đầu tiên, thì lúc đó thử đầu tiên thì nó cũng thấy dễ chịu, và thứ hai là tôi cũng khoan khoái tỉnh táo hơn. Thế thì đấy là những cái bước đầu tiên, tôi chắc rằng cái hòn đá này có lẽ tốt, tại vì những người chỉ học những sức nóng của nó, vì mau mạch trong người ta thì cái huy động mau mạch rất lớn, nó bao phong tất cả cái vào đấy. Xin cảm ơn giáo sư. Thập chỉ đạo hay thập chỉ liên tâm, liệu pháp y mau mạch, môn chữa lành cho nhau bằng sự kết nối yêu thương. Cụ bà Huỳnh Thị Lịch sinh thời chưa kịp phổ biến phương pháp này một cách rộng rãi, thì chúng tôi sẽ là những người tiếp nối công việc của bà. Dư Quang Châu. Địa chỉ liên hệ: Hà Nội, số 67 Ba Triệu, Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Hà Nội, Trung tâm năng lượng cảm xạ. Điện thoại 0913 590 502, 0936550900. Thành phố Hồ Chí Minh, số 4/1/1 Hoàng Việt, phường 4, quận Tân Bình. Điện thoại 0983792206, 0918133635. Chi tiết trên website www.thapchiliantam.vn.